myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. I address to places like I've been road day plans tonight. Not tense to whatever we want. We're young enough to say, oh. Mặt Thiên Chúa, trước mặt giáo hội và trước mặt cộng đoàn Thiên Chúa hiện diện nơi đây, cha long trọng tuyên bố Francisco Xavier Trương Thiện Hành và Maria Nguyễn Hải Âu chính thức là chồng vợ. I fear angel of mercy.
did you find me? How did you pick me?